không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Tầm giết Liệt Tấn cũng đừng hòng được thoát. Bây giờ ông gặt quả báo này, thằng Chính sẽ được vui nhiều hơn. Tôi nghĩ tôi biết tại sao anh hẹn tôi tới đây, nhưng anh nghĩ rằng tôi chịu hứa với anh hay sao? Anh hãy nghe lý do của tôi. Người đó là bà của tôi. Kim Diễm Hồng cũng là má của anh. Nhưng mà nói chính xác hơn, chỉ là má nuôi của anh. Tôi nói không sai chứ? Anh muốn sao? Anh tha cho bà, chứng minh anh còn có nhân tính. Cố Trường Thành làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, tôi nghĩ anh là người rành nhất. Bây giờ là cơ hội tốt để cho ông ta phục pháp. Anh kêu tôi đến tay đưa bà của tôi vô khám. Anh vì ông ta mà rơi lệ. Nếu như không có ổng, tôi không có ngày hôm nay. Dù sao anh không phải là đứa con ruột. Anh thiệt mong tưởng là cuối cùng ông ta sẽ đưa tất cả cho anh làm người tiếp ban. Đừng có dè pha chúng tôi, vô dụng thôi. Cho dù anh thả Kim Diễm Hồng, không có nghĩa là anh không nghĩ tới bánh rẻ của Trường Thành. Anh chẳng qua coi nặng tới lợi ích của anh mà thôi. Thiệt tức cười, anh lấy cái gì nói chuyện với tôi đây? Thì với hôm nay anh thông đồng với Cố Trường Thành, những anh em trên mạng qua, vì anh sớm biết anh không phải là con ruột của ông. Nhưng anh vẫn nói láo, hoàn toàn bỏ mặt cảm giác của mạng qua. Anh thật là hy sinh mạng qua và sẵn sàng gây hại tới nó, mục đích là lấy sự tín nhiệm của Cố Trường Thành. Nói tới nơi lùi, anh cũng muốn tôi quay mũi súng lại. Nếu như anh nói ra tôi ích kỷ như vậy, tại sao tôi phải giúp anh? Anh thấy anh hy sinh tất cả để giúp cho con cáo già này là ông ta giữ lại tình nghĩa với anh sao? Anh hợp tác với tôi, anh có được lợi ích gì? Điều này anh phải rõ ràng. Con cố tình đi thăm bà. Bà. Cái tên phản đồ, thông đồng với người ngoài để mà hãm hại tao mà còn nói những lời như vậy. Uổng công tao đã nuôi dưỡng mày, mày bán rẻ tao, mày còn là người hay sao? Con vốn không phải là con ruột của bà. Mày nói cái gì? Con thiệt dại dột. Con phải nên biết từ sớm là bà không tin đứa con nuôi này. Nhưng lúc đó con còn quá nhỏ, thì rất là ngây thơ. Con tưởng sẽ có một ngày cảm động được bà, nhưng mà đáng tiếc, con chỉ là suy nghĩ diễn dòng. Ba mươi mấy năm nay, con coi bà giống như bà ruột tôn kính và hiếu thảo. Con thiệt quá ngu. Thật ra thì mày đã sớm biết. Diễm Hồng nói với mày à? Ba định gạt con suốt đời à? Để cho ba có chuyện gì, ba con gánh tội cho ba và dù khám cho ba. Nói tới mất tánh người thì ba lợi hại hơn nhiều. Tao đã nói với mày là sẽ mướn luật sư tốt nhất cho mày. Ba đóng kịch ba mươi mấy năm, ba không thấy mệt hay sao? Bây giờ là mày giống ông Bội Nghĩa, thông đồng với người ngoài hãm hại tao. Nhưng ba không đỡ đàn cho ba, gánh tội cho ba, vậy là cha hiền hay sao? Ba lâu nay không hề coi con là con ruột của mình. Trong mắt của ba, con chỉ là một tùy tùng, một người hầu tận tâm tận sức. Cái tên phản đồ, đời này tao không thứ lỗi cho mày. Con vốn không có nặng ba. Ba có dạy cho con, người làm việc lớn không thể nhân từ cái đàn bà. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Tất cả đều là ba dạy cho con, con nên cảm kích ba. Bây giờ ba tới nước này là tự ba chuốc lấy. Được, tao mất bẫy của mày. Mày đã thắng tao, tao không muốn thấy mặt của mày. Đi đi. Thật ra con tới đây là không muốn nhìn thấy bà chết. Con nói là con có thể cứu bà, chỉ là phải coi ý của bà thế nào thôi. Mày muốn bàn chuyện với tao? Đúng vậy. Điều kiện rất đơn giản. Ba tin đồng tiền là vạn năng, thì con cũng vậy. Đem hết tất cả những sản nghiệp sang qua tên của con. Suy nghĩ diễn dông, mày đừng có hông. Nếu bà nói như vậy thì cứ ôm tiền của bà sống hết kiếp trong khám đi. Mày đứng lại. Có phải là thiệt cứu tao hay không? Tao phải chắc chắn mới được. Đúng. Thật ra thì ba không đủ sức mặc cả với con nữa. Nhưng mà là một người già, thì con thấu hiểu được ba cần thời gian đi tiếp nhận. Nhưng cho ba biết, không có gì thời gian đâu. Nếu như chuyện này ra tòa, có thể cứu ba không nổi. Suy nghĩ chút đi, con chờ trả lời của ba.
Chính à, anh nghĩ là em nghe được lời của anh nói. Chúng ta rốt cuộc đã bắt được Cố Trường Thành. Việc làm của em không có lãng phí, chắc chắn có hồi báo. Cố Trường Thành đã trả bằng một giá. Suốt kiếp này hắn không thể ra ngoài hại người được. Bây giờ chứng minh ác lai ác báo, em cũng nên ở hiền để được gặp lành. Em tỉnh lại đi. Em đừng có bỏ cuộc, có biết không? Không có tiếng của em, các nơi đều vắng tanh. Tất cả mọi người đều nhớ tới em. Hãy kiên cường lên. Người của Lầu Xuân Phong đang chờ em trở về. Anh Chính, anh có nghe được quảng báo hôm nay không? Anh Chính, anh nhất định phải tỉnh dậy. Anh không thể bỏ lại tôi. Nếu không tôi sẽ trách anh đó. Anh có nghe được hay không? Thằng Chính nó sẽ nghe được. Nó rất là kiên cường. Nó không để nó bị cái gì, nhất định sẽ được tỉnh lại. Hai chúng ta ra ngoài, để Mằng Hoa ở lại với thằng Chính. Vẫn là con đánh này dễ thương hơn. Đừng có qua tay qua chân. Tôi là thục nữ. Nếu cô cũng là thục nữ thì ăn xin cũng là nhân sĩ. Nè, đeo gì kỳ cục vậy? Sao lấy đồ người ta bừa bãi? Hôm xưa hoa anh có thấy Linh Kiều có máy không? Anh nói là không thấy. Thì ra cái đeo nó ở bên mình. Anh nói anh không thích tôi. Chuyện gì phải nói láo? Thì là có tiếng. Hơn nữa nghe được hay lắm. Rốt cuộc đã trở lại cái con đanh đá. Biết xây tôi. Anh Chính, anh nhất định phải tỉnh lại. Tôi thì là nhớ anh lắm. Anh Chính, văn kiện ra tòa để ở đây. Biên nhận với lại sổ sách để ở trong này. Cho nên quá trình đưa đi nhất định phải cẩn thận. Muốn đóng đinh Cố Trường Thành, đây là nhà nó. Dạ. Mấy thùng đồ này nhất định phải không rời thân, không bao giờ để bất cứ ai lại gần. Trong quá trình vận tải, mong là hai anh không đi toilet. Dạ. Còn nữa có thể cho tôi nói vài câu không? Xin lỗi. Tóm lại hai anh phải mắt nhìn tứ phía, tai nghe tám phương, lỗ mũi cũng được có lơ là. Đừng bao giờ để người ta hủy diệt chứng cớ, có biết hay không chứ? Qua con hiểu được. Mong ơn trên phù hộ cho thằng Chính sớm ngày tỉnh lại. Nó đã chịu nhiều đau khổ, không nên gặt quả báo này. Nếu như tôi không lăn lộn giang hồ và không có Cố Trường Thành thì không có xảy ra nhiều chuyện như vậy. Suy nghĩ trở lại, nếu mà anh xóa bỏ những chuyện xưa kia thì anh không quen được chị dâu, cũng không có đứa con gái hiếu thảo Mạng Hoa, và cũng không thâu dưỡng thằng Chính. Còn không gặp được chị Tú để mở Lầu Xuân Phong cho anh. Nhưng mà hy sinh quá nhiều người, tôi rất là khó chịu. Nhất là những người thân bên cạnh đã bỏ đi từng người một. Tôi thật sự muốn kết thúc chuyện này cho mau. Tất cả những chuyện đó đều là cái thằng hạ tiện đó gây ra. Lần này ra tòa, nó chết chắc mà. Ác lai ác báo thì đúng mà. Ông trời sẽ trả lại công đạo cho họ. Đã sắp ra tòa, vật chứng chuẩn bị xong chưa? Nhớ nha, phải cẩn thận. Tối nay tính đi đâu ăn mừng? Tuyên bố xong rồi mới nói. Mày không phải có lòng tin lắm sao? Đương nhiên là có. Khó khăn lắm mới có ngày hôm nay. Tuyên phán xong tôi đưa ông đi chơi. Ông chủ Cố, rốt cuộc chúng ta lại gặp ở tòa án hả? Cho nên tôi tin luật pháp là công chánh. Nói rất đúng. Luật pháp là công chánh, đặc biệt là với những loại nhà buôn chính đáng có tiền giống như tôi.
không cần phải cứng miệng. Lần này chứng cứ rõ ràng, chuẩn bị vào khám đi. Không sao, tóm lại vẫn khá hơn người phế thải phải nằm nhà thương hết kiếp. Ông báo hại thằng Chính, ông trời nhất định trừng phạt ông. Trừng phạt nó vô. Dạ. Mày đừng có quá nóng nảy. Anh Trấn, không sao chứ? Sao mà anh sao vậy? Ông từng là đại ca của tôi, đã từng cứu qua tôi. Thứ dân này mà còn đáng tội nghiệp. Anh nói đúng, ông ta thì hết thuốc chữa. Ê, sao lâu như vậy còn chưa xử nữa? Phải mà. Bây giờ sẽ đây. Vẫn chưa xử, không biết là chuyện gì nữa. Phải mà, tại sao như vậy chứ? Sao vẫn chưa khai tòa? Có phải chờ quan tòa hay là không? Hai vị đồng liêu lúc này lấy văn kiện, sao vẫn chưa ra? Không thể nào. Đi đâu vậy? Để tôi đi coi. Ông Cố à, qua bên này chụp tấm hình hả? Được. À, ông Cố, quan tòa vì không đủ chứng cứ cho nên phóng thích ông vô tội. Ông có cảm nghĩ gì? Dù sao đi nữa, tôi cũng tin tưởng luật pháp là công chính. Cho dù là có người vu oan tôi, hãm hại tôi, cũng không có được tội đâu. Vậy là ông phủ nhận cái chuyện chế rượu giả? Cây lớn thì cản gió, lời đồn nhảm nhí tôi đã nghe quen rồi. Nhưng mà quan trọng nhất là tôi được trả trong sạch. Đừng nghe nó nói. Chuyện này giống là nói dùng thủ đoạn bỉ ổi, quỷ diệt chứng cớ. Mày có chuyện gì không dám làm chứ? Bình tĩnh lại. Cái tên này đã chết nó cũng vô dụng. Tài à, chuẩn bị xe. Dạ. Bà, có đưa bà đi trước. Được. Liệt Tân, cũng quay lại tao có thằng con Hiếu Thảo. Còn thằng con tàu lao của mày thế nào? Ông chủ cố, ông chủ cố, ông chủ cố, ông chủ cố. Tôi tưởng là chúng ta đã giao trước, tại sao tới phút cuối anh lại nuốt lời? Tôi không nuốt lời. Không phải anh kiếm người quỷ diệt chứng cớ? Tôi không có hề hứa với anh là bắt hắn bỏ tù. Tôi chỉ hứa với anh là hợp tác bắt Cố Trường Thành thôi. Bây giờ đã bắt được rồi. Anh muốn giở trò gì đây? Là cái đám cảnh sát không được khá, họ thiệt sự ý. Anh muốn hỏi tội thì đi kiếm họ, không phải là tôi. Anh làm như vậy có lợi ích gì? Mối làm ăn của Cố Trường Thành. Tại sao anh không thử nghĩ? Tôi nghĩ tới ân nghĩa nuôi dưỡng của ông đối với tôi, nên giúp đỡ cho ông. Vì lợi ích, có thể hợp tác với kẻ địch. Anh còn khủng khiếp hơn Cố Trường Thành. Đừng nghĩ tôi như vậy. Anh biểu tôi đích tay đưa ông vô tù, tôi thì không nỡ. Cho dù là ông ở sở câu lưu, tôi cũng đau lòng nữa. Tôi giúp anh như vậy đã tròn nhân nghĩa. Không cần phải nói với tôi như vậy. Cố Hồng Chi, chỉ cần Cố Trường Thành còn sống, anh lấy hết gia sản của hắn thì hắn sẽ tha cho anh hay sao? Nói thiệt nha, anh với ông là người của thế hệ trước. Cái lối các người đã lỗi thời, thời đại tiến bộ, các người kém tài thì phải buông tay. Thượng Hải bây giờ đã không thể phiền các người làm chủ nữa. Nhưng bất cứ giá nào, tôi cũng cảm ơn anh. Dù sao anh cũng giúp đỡ tôi. Đáng lẽ anh có thể chọn, nhưng mà tại sao phải chọn con đường này? Con đường do người ta đi mà. Chỉ cần đi được thông minh hơn Cố Trường Thành, tiền quyết không làm vào cảnh ngày hôm nay. Tôi vĩnh viễn không phải là Cố Trường Thành thứ hai. Tình trạng của ảnh càng ngày càng xấu đi. Tôi phải nói thẳng với các người, phải có chuẩn bị tâm lý. Xác suất mà ảnh tỉnh lại thì là thấp. Hôm xưa ông đâu phải nói như vậy. Cơn bệnh của ảnh không có được khá chút nào. Hơn nữa đã không có phản ứng với thuốc men. Bậy nhất là cả ý chí sinh tồn cũng không có. Nó không có chuyện. Nó có ý chí sinh tồn. Nó sẽ không bỏ cuộc. Anh Tấn à, anh kích động như vậy cũng sẽ không giúp được cho thằng Chính. Bây giờ tôi lo lắng sức khỏe của ảnh thiệt là yếu lắm. Lỡ như có chứng bộc phát gì thì
thì nguy hiểm. Nhưng có bị chết hay không? Anh Tấn, hãy bình tĩnh, chưa tới lúc phải tuyệt vọng. Nhưng mà ông trời, tại sao phải đối xử với thằng Chính như vậy? Thằng Chính sẽ không chịu thua. Anh chỉ nói là người rất kiên cường, lại háo thắng. Nó nhất định sẽ tỉnh lại. Tại sao lại giống tôi? Tại sao phải bắt chước tôi? Tôi nhớ hồi nhỏ, nó đánh lộn với người ta, trở về hoàn toàn, không bao giờ kêu đau. Tôi hỏi nó, một không cảm thấy đau hay sao? Nó nói là chưa từng nghe tôi kêu đau, nhất là ở trước mặt bất cứ ai, cho nên nó phải bắt chước. Có chuyện thì phải tự cảnh giác, không muốn người bên cạnh lo lắng. Chuyện này nó không có làm sai. Là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Vậy rồi sao? Kết quả vẫn nằm ở trên giường suốt kiếp. Nó chỉ được 20 thôi, không có nên lâm vào hoàn cảnh này. Nhưng mà anh Tử, cô Tử, Cố Trường Thành thì bình an vô sự, còn thằng Chính thì sắp chết. Những việc nó làm đều vô ý nghĩa, đều là lãng phí. Tại sao anh phải bắt nó đi làm nội gián? Có phải anh hay không? Anh khiến nó như vậy, anh có biết không? Tôi thiệt nên gánh hết trách nhiệm. Cái chứng cớ tôi làm mất hết, mới khiến Cố Trường Thành được thoát tội. Tôi có lỗi với các người, có lỗi với thằng Chính. Xin lỗi thì có ích gì? Nữa, xin lỗi. Anh Tấn, đừng. Bây giờ quan trọng là phải cứu lại thằng Chính. Tôi giúp nó không nổi. Tôi thiệt giúp không có được gì. Ông chủ, chào. 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 Ông chủ cố. Chuyện gì? Giám đốc trên của ngân hàng vừa tới, nói là cái số tiền ông muốn điều đi đầu tư vào Đỗ Trường đã bị người ta rút đi hết rồi. Là chuyện hồi nào? Thứ tư tuần trước. Là ngày tôi ăn bài cho Cố Trường Thành đi villa hả? Tôi thì phải học hỏi nhiều với hắn. Bác sĩ, xảy ra chuyện gì? Tại sao khi không lại chích thuốc? Anh đã xuất hiện chứng bộc phát. Chích thuốc xong, bây giờ tình trạng đã ổn định. Anh Chính, anh phải ráng lên. Bác sĩ, thật ra chứng gì bộc phát? Bị viêm phổi khiến bị sốt cao. Chích thuốc xong mong có thể giảm sốt, nhưng mà tình trạng không có được lạc quan. Được rồi, chúng tôi biết. Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Để lát tôi trở lại coi. Anh Chính, anh tỉnh lại đi. Anh không thể chết. Mạng qua, thằng Chính sẽ nghe được em khóc. Nó không muốn nhìn thấy em như vậy. Anh Chính, anh nhất định nghe được. Hồi nhỏ anh thích nghe tiếng nói nhi đồng, anh thích nghe chuyện Tây Du Ký mới. Nhưng mà chưa nghe hết kết cuộc, chúng ta đã làm hư máy radio. Anh nói là nhất định phải nghe luôn kết cuộc. Anh không thể bị chết như vậy đâu. Anh Chính, anh Chính, xin anh cho tôi vô gặp đại trưởng. Tôi đại trưởng đã đi vắng. Cô đi đi. Trời đất ơi, mày vẫn không đi. Cô vẫn ở đây chờ tôi. Đại trưởng, tôi xin ông, chỉ cần mấy phút thời gian. Mấy phút này thì là quan trọng.
có lẽ sẽ cứu lại một tính mạng. Tính mạng? Sao lại không thấy Mạng Hoa? Sáng sớm nó ra khỏi nhà, tưởng là nó tới đây để thăm thằng Chính. Phải rồi, tôi tưởng là như vậy. À, chắc nó đi mua bông. Mạng Hoa nó ngày nào cũng mua bông tươi cho thằng Chính. Nó nói là mong cho thằng Chính khi tỉnh lại có thể nhìn thấy. Chính à, em nhất định phải tỉnh lại cho mau, đừng có lãng phí tâm huyết của Mạng Hoa. À, Mạng Hoa bắt tôi 3 giờ phải mở ra vô cho thằng Chính nha. Tiếng nói di động, sắp tới giờ rồi. Giờ tiếng nói di động lại tới giờ. Hôm nay anh đại dĩ này ở với các bạn còn có một quan khách đặc biệt, người đó chính là cô Mạng Hoa. Chào các bạn, tôi là Mạng Hoa. Tôi từ nhỏ đã thích nghe tiếng nói di động. Hôm nay tôi thiệt là vui được có cơ hội lên đài phát thanh kể chuyện với các bạn. Hồi nhỏ tôi cùng một... Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang Đổi Trong Tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.